là cuộc xe đầu tiên của nhân vật của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một sơ qua về phần xe nha. Đó, đầu tiên là xe, các bạn có chế tạo, sơn, độ, độ luôn. Rồi, vậy là mình đã độ xong cái đầu xe thành công với một ít nguyên liệu nó cho. Vậy hết được độ rồi, hết nguyên liệu rồi các bạn. Xin chào tất cả các anh em quá dữ của tôi đang xem video clip này. Ai không xem là không dữ thì anh em biết rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tựa game mobile sắp ra mắt, đó chính là tựa game Dragon Raja. Đây ở trước mặt mình đó chính là 4 class đó các bạn thấy không? Kiếm sư, xạ thủ, sát thủ và linh vũ. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là tựa game Dragon Raja này thì được lấy cảm hứng từ quyển The Dragon Raja, long tộc viễn tưởng của tiểu thuyết một của một tiểu thuyết gia người Trung Quốc. Bối cảnh của nó là trái đất ở tương lai với thiết kế là cyberpunk. Thì để các bạn không chờ đợi nữa thì mình sẽ vào phần tìm hiểu về nhân vật nha. Đầu tiên là ở kiếm sư, là nhân vật nam của kiếm sư các bạn. Ở nhân vật nam là một cái kiếm dài, một cái lưng, một cái kiếm khá dài trên tay. Rồi, đây là nhân vật nữ, đây là Loli. Loli của kiếm sư luôn, cũng cầm hai cái vũ khí đó. Mà mặc bộ đồ thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là cute. Rồi và tiếp theo là sẽ đến với xạ thủ. Và có rất nhiều loại súng trên tay của xạ thủ. Súng ngắn, súng dài, súng bay bay hỗ trợ có luôn. Nhân vật nữ thì mặc đồ khác nha, màu hồng nha, vũ khí thì cũng vậy. Loli. Đây là Loli của xạ thủ. Tiếp theo mình sẽ đến với sát thủ các bạn. Đầu tiên là sát thủ nam. Sát thủ nam là sẽ dùng vũ khí như là hay không, như là vũ khí tiêu đúng không, để ám sát á. Nữ thì cũng vậy, những bộ đồ đúng chất sát thủ nha, một tím. Và Loli cũng một tím luôn, cái mặt nó khác thôi. Tiếp theo mình sẽ đến đó là linh vũ. Linh vũ là hỗ trợ nha mọi người. Đây là linh vũ nam. Có một linh hồn mà rơi à, linh hồn thú sinh vậy ạ. Đây linh hồn nữ nha. Các bạn khá là ý là support nha mày, support cho support cho team. Vâng, ở đây cái phần tại như vậy chúng ta có rất là nhiều chi tiết nha bạn. Trang phục đó, trang phục số 2, số 3, số 4 nè. Rồi đến với phần tổng thể trước nha. Tổng thể chúng ta sẽ có kiểu tóc và gương mặt luôn. Đó, mình chọn là tiên xíu. Các thể này nha, mình đang có ý tưởng táo bạo. Đây là khuôn mặt nè, kiểu nguyên từng khuôn mặt luôn, rất là chi tiết nha bạn. Chi tiết cho từng vật như vậy nè. Đó, chuẩn lại gần nè. Tóc này quay 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 ra. Tóc hồng như thi vậy á. Đây các bạn, đó, nghe nói vậy nè. Da đen, da đen các bạn. Trắng xíu ha, quá đang trắng hồng rạng rỡ đi, dễ này dễ người. Giờ ra đến phần trang điểm là chân mày, tóc này thì che chân mày rồi, chỉnh chân mày diễn được ha. Tùy những cái tóc nhưng cũng thấy được nó chân mày này hợp nè. Chân mày màu gì đây, chân mày màu đen nha. Mắt, mắt của có cái tròng mắt luôn các bạn. Đây là cái tròng mắt của nhân vật đây, mi luôn kìa, mi luôn, chơi luôn, môi sao? Có chi tiết nha các bạn, con môi luôn này, con chú này đây, ô, xăm trên mặt luôn, có gì chi tiết nha các bạn. Rồi đến với khuôn mặt này, độ cao lông mày nè, cao hay thấp nè, cao quá thì máy che thấp xuống dưới góc độ lông mày, ô, nó bẻ cong lên cong xuống nè mày không? Dữ à? Cũng nhân vật cả buổi luôn các bạn, nhưng mà đẹp. Mấy bạn nữ mà chơi là chỉnh thôi xong luôn. Hồi chỉnh nhân vật hết mấy tiếng hồi mới vô chơi. Đã quá nhiều chi tiết rồi, đến phần cuối cùng là cơ thể các bạn. Đây, đây là phần quan trọng nhất của nhân vật. Rồi chiều cao là chân dài chân ngắn nè. Đấy tạo nhân vật theo hình tượng nhất khi thì nếu mà nó giống quá thì nó cũng không hay nha. Dạ hết cỡ luôn ha, đầy cái đứa nè, mọt nè.
xương cỡ đầu thì nó mọi người ơi, rồi cái vai này bộ về cổ hay cổ nhảy nó nhảy rắn quá một cho vai nhất là đây phần quan trọng các bạn đó, đây là phần quan trọng mọi người cao này. Ừ, phải chỉnh được cao nha các bạn, các bạn chỉnh được thấp rồi các bạn chỉnh được gì nữa đó. Nghe thì nó bành ra cực cỡ ngực thì ngực thôi mình biết thi mà tầm này thôi thì khổ mà thôi, nhưng mà mình hát được trời nó ok. Chỉnh eo khổ quá, như chi tiết của mày cưng à, độ dài đùi nè, độ rộng đùi được bự, được bự, độ dài cẳng chân, chân dài, độ rộng đó, bàn chân bạn gái, bàn chân nhỏ chiếc. Rồi bây giờ mình đã chọn xong, mình chỉnh xong hình tượng của nhân vật rồi, bây giờ mình có nên làm cái đồ cho nó hợp không? Mày đi chơi hơn á, được tiếng quá. Rồi chúng ta bắt đầu vào game. Ok, thì nãy giờ mình chạy làm nhiệm vụ thì cũng đã đến cái phần mà gọi là đánh thử những cái đòn đánh đầu tiên rồi các bạn đó. Khi mà mình bóng vào là cái giữa này đổi thành được súng cho mình không, đây mình phải di chuyển đồ bắn đó, và đây là những cái ô kỹ năng chạy gọi là BK khá là vời nha. Nhưng mà thủ thì chúng ta thấy là mình trải nghiệm nha. Đây là con xe đầu tiên của nhân vật của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ xem một sơ qua về phần xe nha. Đó, đầu tiên là xe, các bạn có chế tạo sơn độ luôn, mở khóa thành công. Ồ, các bạn bấm vào độ xe nó sẽ hiện ra một cái đoạn phim nữa, có một cái máy đánh độ cái đầu xe lên. Rồi vậy là mình đã độ xong cái đầu xe thành công với một ít nguyên liệu nó cho. Bây giờ hết được độ rồi, hết nguyên liệu rồi các bạn. Chế tạo cần để chế tạo ra cái này. Ồ, khi mà các bạn muốn chế tạo ra cái chiếc này, các bạn cần những nguyên liệu thế này, các bạn sẽ đi tìm và cần bao nhiêu tiền. Ví dụ như là cái mảnh này đi, mình không có mảnh nào cả, nhưng mà khi mà mình muốn nhận, nó sẽ hiện lên cho mình cách nhận. Kế hoạch luyện rồng, các bạn chỉ cần đi vào cái tìm cái đó. Ồ, test thử hả? Ồ, chế luôn rồi, mình chế được xong bài rồi. Bây giờ mình ngồi trên xe mà này ta. Vâng, và cuối cùng thì mình đã ra được thành phố rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ test chiếc xe siêu thị hồi nãy mình mới chế nha. Đây đó, có một bà già hiện ra đẩy mình đi siêu thị. Rồi mình sẽ khám phá vòng vòng thành phố này nha. Đó, và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được một cái đó là con rồng thực sự đó các bạn. Đó, mình sẽ BK thử vừa bay vừa BK thôi rồi. Rồng thực sự nha, rất là bự luôn. Nãy giờ mình thấy một con gọi là biến hình chơi mình. Vâng, thì cuối cùng thì mình đã đạt được đến level 76 rồi các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng nha. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái mới khi mà chúng ta đạt được những cấp độ cần thiết. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhà riêng. Bấm vào nhà riêng, đây. Nhà riêng, nhà đất. Đó, nhà của Sisa vậy đấy. Đấy, mình sẽ chọn thử một phát nha. Rồi, nhà Sisa này kìa. À, không phải, ok rồi, làm đúng nè.
này chắc là chọn nhà các bạn. Đi ngay. Rồi, mình sẽ đi ngay đến cái phần nhà. Keo lì môi giới nhà đất Cherry City. Đây đúng rồi, các bạn phải mua nhà các bạn. Rồi, cái này mua nhà. Giá là 499.98 nha. Khu, đây là khu nhà các bạn. Rồi, mua luôn. Các bạn sau rồi. Vậy là chúng ta đã mua được căn nhà chủ hộ đẹp nhất Stepper biệt thự. Độ ấm có là ngày mua nè. Địa chỉ khu Thanh Hòa 1. Rồi, nhà riêng. Vâng, bây giờ chúng ta đã có nhà riêng nữa các bạn. Đây là nhà của mình. Chắc luôn rồi. Map này không thể lái xe được. Đó, từ cửa tự động luôn. Nhà chưa gì hết, giờ phải sắm nội thất luôn các bạn ơi. Rồi, y chang ngoài đời luôn ha. Hồi nãy là bây giờ chúng ta mình sẽ giới thiệu với các bạn là phần bed nha mọi người. Bed là để cho thú đi solo của mình hay sao á. Mình cũng chưa thử. Giờ thử nha. Đây là chế độ của bed. Đó là những con bed nha các bạn. Đó, bed chúng ta rất nhiều loại bed. Đó là con te của mây qua luôn. Con này đi, con trứng này đi. Cho ăn nè. Hóa được ta, còn chuyển hóa được các bạn, mình sẽ chuyển hóa bét cho các bạn nha. Còn chuyển hóa là gì? Biết. Ồ, nó sẽ bự lên một xíu. Mới. Còn chuyển hóa được nè. Way to go, man. How did you manage to come pals? So incredibly amazing. Rồi. Coi còn được không? Hoàn toàn là đây là hình thái chuyển hóa cao nhất của con bét này. Thể hoàn hảo. Nãy là thể trẻ con. Không biết con nào có hay không. Đây là đấy, nó chưa có đầy bình. Way to go, man. How did you manage to become pals with someone so incredibly amazing? Wow, đi hình công rồi mày. Có ảnh rồi. Rồi những con này nha, con xe nha. Mình sẽ review hết cho các bạn coi. Rồi cho nó ăn tiếp. Đây cây Way to go, man. How did you manage to become pals with someone so incredibly amazing? Rồi, rồi. Còn rất nhiều con, 3 con nữa rồi. Chuyển hóa hết à, chuyển hóa cho mọi người. Rồi nè, con này chuyển hóa rất là nguội lên không. Chuyển hóa rất là nguội lên. Con rồng. Ồ, nó là một con rồng băng. Rồng băng con. Con rồng băng con thì nó chuyển hóa. Way to go, man. How did you manage to become pals with someone so incredibly amazing? Wow. Cuốn mà. Way to go, man. How did you manage to come out with someone so incredibly amazing? Rồi, ui, cung phu luôn. Nhớ, rồi. Cái khác thì phải có sự kiện mới mở được. Một xe. Hồi nãy mình định làm gì? Hồi nãy mình định chế... Không, con này đi. Cửi rồng nha. Cửi rồng nha. Đó. Ui, quay được luôn à. Giữ. Chuyển thân bà kia rồi. Chuyển thân bà đẩy xe rồi. Đó, rồi, ok. Thì mình đã, cuối cùng thì mình đã hoàn thành phần review tất cả những thứ trong game The Dragon Raja. Và bây giờ thì nếu mà game hiện tại thì chưa ra mắt. Nếu mà các bạn nào muốn chơi, các bạn có thể lên App Store hoặc là Google Play. Các bạn bấm đặt trước á, đặt lịch trước. Để khi nào mà game ra sẽ thông báo, gửi thông báo cho các bạn. Và đừng quên vào, các bạn có thể vào like fanpage của The Dragon Raja để có thể xem sự kiện, những event và ngày ra mắt game cũng như là những quyền lợi của người chơi. Và video review game The Dragon Raja của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi game The Dragon Raja. Các bạn hãy nhớ hãy chơi và tải game The Dragon Raja để có thể trải nghiệm đồ họa đẹp mắt cùng với những tính năng độc đáo trong game này. Cũng như là kết hôn mà đổ xe là trang trí nhà cửa, không chứ mà rất giống đời thật nha. Các bạn có thể là chọn nghề nghiệp cho mình nữa.
giống như là chọn cái nghề đó, dùng nghề nó rất nhiều, có ba nghề: ẩm thực thần tượng, mở tiệm không mình là thần tượng rồi. Và cuối cùng thì video của mình cũng đang kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay các bạn hãy để lại một like, một subscribe kênh của mình cho mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh em, chúc các bạn ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.